Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ hai anh em ruột Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Thị Huệ do hành vi cho vay tín dụng đen với lãi suất lên tới 146% một năm. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 11 năm nay, hoạt động tín dụng đen bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe. Người đàn ông có tên viết tắt là T, 3 lần vay tổng số tiền 650 triệu đồng, với lãi suất từ 3.000 đến 4.000 đồng cho 1 triệu đồng một ngày. Thắng cùng em gái chiếm hưởng trái phép hơn 150 triệu đồng của ông T. Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định. Tín dụng đen trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều gia đình bởi vay dễ, trả khó, trả hoài không hết. Tại hội thảo xóa sổ tín dụng đen bằng cách nào được tổ chức mới đây, nhiều ý kiến nêu rõ, thời gian qua nổi lên tình trạng tội phạm tín dụng đen sử dụng công nghệ mới hoàn toàn để nhắn tin, đe dọa, đòi nợ. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo yêu cầu người vay tiền đặt cọc, sau đó chiếm đoạt. Từ thực trạng này, chuyên gia đề xuất các giải pháp xóa sổ tín dụng đen. Chúng tôi đề cập nội dung này trong tiêu điểm chuyển động Đông Tây trưa nay. Phát biểu tại hội thảo, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an cho hay, tội phạm tín dụng đen được thể hiện với 3 phương thức. Thứ nhất là tội phạm tín dụng đen truyền thống như quảng cáo cho vay, dán ở cột điện, ở tường, trên phố. Thứ hai là tội phạm tín dụng đen truyền thống kết hợp công nghệ với các thủ đoạn thành lập các cơ sở kinh doanh cầm đồ hoặc biến tướng, các doanh nghiệp kinh doanh tài chính. Sau đó chúng sử dụng mạng xã hội, website, ứng dụng quản lý cầm đồ hoặc ứng dụng cho vay để quảng cáo, tiếp cận người vay. Gần đây phát hiện thủ đoạn các đối tượng thành lập doanh nghiệp gồm công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật rồi mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi, sau đó gọi điện, nhắn tin đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản. Thứ ba là tội phạm tín dụng đen sử dụng thủ đoạn công nghệ cao hoàn toàn. Đối tượng hoạt động qua mạng xã hội hoặc lập các app giả nhái của ngân hàng, tổ chức tín dụng để dụ dỗ mời chào vay tiền, yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân, sau đó nhắn tin đe dọa đòi nợ. Các đối tượng lừa đảo còn yêu cầu người vay tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Qua đấu tranh triệt phá tội phạm tín dụng đen, cơ quan công an phát hiện các đối tượng người nước ngoài như Trung Quốc, Nam Phi, Nga, Latvia đến Việt Nam thành lập, thu mua, thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn, kinh doanh tài chính. Các đối tượng này tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng, website cho vay lãi nặng lên đến trên 1.000% một năm. Một số đối tượng núp bóng doanh nghiệp, công ty luật, công ty tài chính mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi của các ứng dụng cho vay, công ty tài chính, ngân hàng. Sau đó gọi điện đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Thủ đoạn đòi nợ với 3 cấp độ: gọi điện chửi bới, đe dọa khách hàng trả tiền. Gọi điện đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội để bôi nhọ, đe dọa cho mất việc làm. Hay mang quan tài đến nhà, cơ quan, tổ chức, đặt bình ga, xăng, dọa cho nổ cơ quan, nhà ở. Sau khi lực lượng công an triệt phá hàng loạt các doanh nghiệp núp bóng, xử lý hành vi cưỡng đoạt tài sản, thì các đối tượng có dấu hiệu tan rã, co cụm, hoạt động cầm chừng. Tình trạng gọi điện, nhắn tin khủng bố giảm rõ rệt. Tuy nhiên, cần các giải pháp đồng bộ để xóa bỏ tín dụng đen. Để thị trường tài chính tiêu dùng phát triển lành mạnh và bền vững, tiến sĩ Lê Thị Hoàng Thanh, Phó vụ trưởng vụ pháp luật dân sự kinh tế thuộc Bộ Tư pháp kiến nghị cần xây dựng khung khổ pháp lý nhằm nâng cao nghĩa vụ của người đi vay với tổ chức tín dụng và có các biện pháp hữu hiệu chặt chẽ để bên đi vay phải thực hiện đúng nghĩa vụ, không thể chây ì. Các quy định hiện hành vẫn tiếp cận theo hướng người đi vay là bên yếu thế và có nhiều quy định bảo vệ quyền lợi cho người yếu thế. Trong khi đó, thiếu một số quy định cần thiết ở góc độ đảm bảo lợi ích chính đáng của người cho vay, công ty tài chính tiêu dùng. Khi được tiếp cận các gói vay phù hợp với nhu cầu, người dân sẽ không tìm đến vay tín dụng đen. Nhiều ý kiến cũng nêu rõ, Bộ Công an kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp các bộ ngành, rà soát, phát hiện, yêu cầu doanh nghiệp có liên quan tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ, cấm hoạt động đối với các ứng dụng website liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Các phương án sao lưu phục hồi dữ liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, doanh nghiệp có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay, Bộ Công an giao Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu chủ thuê bao và chủ tài khoản ngân hàng, kiên quyết loại bỏ, dừng cung cấp dịch vụ với các thuê bao di động, tài khoản có thông tin không trùng khớp với dữ liệu dân cư. Bộ Công an cũng đang phối hợp để triển khai kết nối, xác thực trực tuyến qua dữ liệu dân cư để phục vụ công tác xác minh, nhận diện khách hàng, phòng ngừa việc giả mạo thông tin khi đăng ký, sử dụng thuê bao di động, tài khoản ngân hàng. Đại diện Bộ Công an kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan, trọng tâm là ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu của các bộ ngành để quản lý nhà nước. Trước mắt hoàn tất việc xác thực, làm sạch và loại bỏ sim rác, tài khoản ngân hàng ảo, xác thực thông tin các tài khoản trên không gian mạng. Cùng với đó thúc đẩy gói vay tín chấp qua cơ sở dữ liệu dân cư để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vay vốn chính thống.